Vâng, xin chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã đến với Bên Cô Lan Shop. Hôm nay, Bên Cô Lan Shop xin giới thiệu đến tất cả các bác một sản phẩm nữa của Nokia. Đó là Nokia N90 Full Box máy new. Vâng, trước mặt các bác đây là chiếc hộp và điện thoại Nokia N90 của Bên Cô Lan Shop chúng em ngày hôm nay. Vâng, em xin khui hộp để cho tất cả các bác chiêm ngưỡng. Vâng, và đây là chiếc Nokia N90. Máy không có một vết trầy xước nào luôn. Rất đẹp. Phần mặt trong này còn cả keo màn hình nha các bác. Vâng, và đi sâu vào trong thì chúng ta sẽ có ở trong những phụ kiện như sau. Đó là một thẻ nhớ, một cái thẻ nhớ 1 GB, thẻ nhớ 1 GB cần kèm theo máy và một quả pin zin. Một bộ tai phone của N90 chính hãng. Đây là hai nút thay thế nhét tai phone. Đây là gồm cái một cái móc, một cái dây treo, dây đeo và một cái khăn. Một cái khăn. Và đây là những cái bọc tai phone để thay thế. Và phần dưới này thì là một củ sạc của Nokia là 90. Và bộ sách đĩa CD. Sách đĩa kèm với đó là một cọng cáp. Vâng, sau đây là phần mở máy lên nguồn để các bác thưởng thức này ạ. Một cây máy N90 rất đẹp. Full box.
Vâng, một chiếc máy cực kỳ đẹp. Siêu ngầu, siêu hot. Vâng, và bác nào yêu thích em Nokia N90 này thì vui lòng liên hệ với chúng em qua số điện thoại 0901 507 507. Vâng, và xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ Vinh Cô Lăng Shop chúng em. Hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn.